Cơ sở đồ gỗ Kinh Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều tối ngày 8 tháng 11 năm 2021, đơn vị chúng tôi xin được giới thiệu đến khách hàng bộ sản phẩm câu đối cuốn thư được làm theo tích là Mai Điểu Hóa Long. Và đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp của đơn vị chúng tôi, hoàn thiện trên chất liệu là gỗ vụ Lào nha quý vị, với cái mẫu mã đục và khả năng đục chạm cũng như là kỹ thuật hoàn thiện rất là tỉ mỉ và cho chuốt. Thì đây là bộ sản phẩm mà đơn vị chúng tôi hoàn thiện cho gia đình nhà bác Thịnh đến từ cầu Yên Lệnh, tỉnh Hà Nam. Và bác Thịnh thì có theo dõi rất là nhiều các video clip của các đơn vị đó, thì bác đã tin tưởng và đặt mua một cái bộ sản phẩm hàng cao cấp dày 4 phân và được chế tác trên chất liệu là gỗ vụ Lào của đơn vị chúng tôi, với kích thước chiều dài của cuốn thư là dài 1m97, cao là 87 phân và ở giữa thì đục ba chữ là Đức Lưu Quang, đó có cả chữ Nho lẫn chữ phụ đề bằng tiếng Việt cho quý vị. Và toàn bộ chữ thì chúng tôi đục trên nền gấm đó, chữ vạn đục trên nền gấm tượng trưng cho sự vạn phúc vạn lộc và đem lại nhiều may mắn về cho gia chủ. Và bên trên thì chúng tôi đục hai đầu rồng đó, cái mẫu đục là tích mai hóa long đó, đầu rồng hóa trên thân mai và cái phần thân cây mai thì chúng tôi đục rất là già cây nha quý vị, và hoàn thiện cực kỳ là kỹ đấy ạ. Đó, hoàn thiện rất là kỹ nha quý vị. Và đây là một trong những cái sản phẩm hàng rất là đỉnh cao, và đơn vị chúng tôi thì có cái mẫu đục cũng như là một kỹ thuật đục chạm và khả năng hoàn thiện rất là tỉ mỉ và cho chuốt. Và tiếp theo là phần hoa mai và chim điểu đấy ạ. Về con chim điểu thì chúng tôi đục rất là đẹp nha quý vị. Đó, đục rất là be đấy ạ. Đục rất là dẻo. Và cánh hoa mai thì cũng như vậy. Đó, đục rất đẹp nha quý vị và hoàn thiện cực kỳ kỹ. Và trong nghệ thuật tâm linh thì hoa mai và chim điểu là một bộ đôi song hành. Và nó có ý nghĩa rất là nhiều nha quý vị. Đó, hoa mai thì tượng trưng cho mùa xuân, tượng trưng cho sự ước vọng và sự quân tử. Và hoa mai thì nó đem lại một ý nghĩa là sự trường thọ nha quý vị. Đó, rất đẹp đấy ạ. Và chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ. Và chất liệu vàng thì chúng tôi sử dụng chất liệu vàng Đài Loan. Đó, một dòng vàng rất là phổ biến và có độ bền màu rất là cao. Đó, hai bên cánh gà đây ạ. Và có dát vàng ở phần chuôi bút và chuôi kiếm nha quý vị. Đó, phần chuôi bút đây ạ. Và có dát điểm cả cái viền chữ thọ đó. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà được đơn vị chúng tôi ra mẫu và hoàn thiện cực kỳ là kỹ, cũng như là nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Thì quý vị là quan tâm đến cái bộ sản phẩm câu đối cuốn thư được làm theo tích là Mai Điểu Hóa Long thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị chúng tôi theo số hotline đó là 0868 82 40, và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và tiếp theo là hai vế câu đối thì chúng tôi làm với kích thước chiều cao là 1m97 đó, cao là 1m97, bản rộng là 28 nha quý vị, dày là 4 phân và được đục 7 chữ đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh. Đó, Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, có cả chữ Nho lẫn chữ phụ đề bằng tiếng Việt đó, và chữ Vạn được đục trên nền gấm, nó đem lại ý nghĩa là đem lại sự may mắn và vạn sự như ý đó, vạn phúc vạn lộc nha quý vị. Bản rộng là 28, cao là 1m97, dày là 4 phân đó. Và phần bên trên thì chúng tôi đục theo tích là Mai Hóa Long đó, đầu rồng hóa trên thân mai đó, đầu rồng hóa trên thân mai, và diềm thì đục là diềm hoa mai và chim điểu đây ạ. Đó, đục rất đẹp nha quý vị, đục rất đẹp đấy ạ. Và chúng tôi có kỹ thuật hoàn thiện rất là tỉ mỉ và cho chuốt cho quý vị đó. Và vế bên tay phải và tiếp theo là vế bên tay trái thì chúng tôi làm 7 chữ đó, đục 7 chữ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, vẫn đồng kích thước, cao là 1m97 như quý vị, rộng là 28 và dày là 4 phân đó, tích là Mai Hóa Long. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp đó, được làm trên chất liệu là gỗ vụ Lào nha quý vị. Và ngoài ra thì chúng tôi còn sản xuất trên chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi đó. Và một bộ câu đối cuốn thư được làm theo tích là Mai Điểu Hóa Long với chất liệu là gỗ vụ Lào và có độ dày là 4 phân thì hiện đơn vị chúng tôi đang chào bán công khai với giá là 18.500.000. Và quý vị làm trên chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi thì có giá là 19.500.000 nha quý vị. Đó, đây là bộ dày 4 phân hàng cao cấp ghép 2.
hàng cao cấp ghép hai của đơn vị chúng tôi, được làm trên chất liệu là gỗ gụ Lào, giá là 18.500.000 đó. Có cái mẫu đục và có một kỹ thuật hoàn thiện rất là tỉ mỉ và cho chuốt cho quý vị. Và dát vàng điểm rất là đẹp đấy ạ. Ở giữa đục ba chữ là Đức Điêu Quang đó. Và ngoài ra thì đơn vị chúng tôi còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và một lần nữa thì quý vị nào quan tâm hoặc có nhu cầu thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị chúng tôi theo số điện thoại đó là 0868 82 0. Và địa chỉ của cơ sở thì cũng tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và video clip ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.